Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, Lexus LS được giới thiệu ra thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm 2017 tại Việt Nam International Motor Show. Ở phiên bản mới, Lexus Việt Nam chỉ bán một biến thể duy nhất là LS500H. Đây cũng chính là mẫu xe hybrid đầu tiên được bán chính hãng tại Việt Nam. Đến tháng 12 năm 2017, những chiếc Lexus LS500H dành cho khách hàng đầu tiên được đưa về Việt Nam. Về mặt thiết kế, Lexus LS500H sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 5.235, 1.900, 1.450mm, chiều dài trục cơ sở ở mức 3.125mm. So với LS đời trước, bản 2018 thấp hơn 15mm, mui xe và đuôi hạ thấp tương ứng là 30 và 40mm. Trong khi đó, so với đối thủ chính là Mercedes Maybach S450, LS500H có chiều dài trục cơ sở ngắn hơn 240mm. Với BMW K750, LS500H 2018 có chiều dài tổng thể tương đương nhưng trục cơ sở ngắn hơn 85mm. Trên màn hình mà quý vị và các bạn đang theo dõi là chiếc xe Lexus LS500H Hybrid với ngoại thất màu xanh đậm và nội thất màu nâu da bò. Chiếc xe được khai sinh năm 2017, đăng ký tên công ty, biển Hà Nội, biển rất đẹp. Xe đã lăn bánh được 74.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới. Được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ, quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá hơn 5 tỷ đồng, chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.